Rồi hello hello, xin chào anh em nha, mình Thắng Đỗ Cần Thơ á. Rồi lời đầu tiên mình gửi lời chào chúc sức khỏe đến anh em. Bữa nay mình tiếp tục với anh em đây là khát sữa 3.2 kg, gà có nước nuôi nha. Bộ cán gà còn cá khủng rồi nè. Nên đừng bộ cán nha. Cán hậu khủng, chi tiết trong giá lò của mình nha. Kính mít vậy coi. Gà có nước nuôi nha, tới bin cho anh em. Rồi rất là nhiều anh em hỏi nha, gà tơ đó, bướm tơ Thái Mỹ 3 kg 70 nha, gà tơ. Gà này mình sổ hai mặt rồi anh em, cán hậu ác, bồng ẩm khủng, gà nhỏ xíu vừa 3 kg mấy anh em, lòng gối ghém ha. Lòng lưng, lòng quỳ mới nha. Có lòng đuôi nó là đang khủng dữ lắm nha anh em. Gà lòng đuôi cũng quan trọng nha. Cán hậu ác. Rồi, anh em vào dép lò của mình xem chi tiết nha. Mình xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.